Trong những ngày tháng tư này, tiết trời đang vào hạ, được đắm mình trong làn nước xanh mát và cảm giác nhường bờ giữa thiên nhiên sẽ như liều vitamin mang đến sự thư giãn tuyệt vời cho tinh thần và thể chất. Tại Phú Mỹ Hưng, hồ bơi thường được đặt ở nhiều vị trí khác nhau. Tùy vào vị trí lô đất, kiến trúc tòa nhà, hồ bơi sẽ được bố trí tại nơi có tầm nhìn lý tưởng nhất, đánh thức mọi giác quan. Với những dự án sở hữu lợi điểm bên sông, hồ bơi sẽ được ưu ái vị trí đối diện sông để khi bơi trong hồ bơi, cư dân có cảm giác như bơi giữa dòng sông mênh mông rộng lớn, một trải nghiệm mới mẻ thú vị hay cũng có thể là một khoảnh khắc để nhớ về ký ức thuở nhỏ của mỗi người. Thông thường, các hồ bơi sẽ nằm ở tầng trên cùng của khối đế thương mại và kết nối với chuỗi tiện ích nội khu, đảm bảo trải nghiệm của cư dân sẽ diễn ra liên tục và trọn vẹn. Riêng với khu biệt thự cảnh quan như Happy Valley Riviera, hồ bơi nằm tầng trệt tái hiện không gian nghỉ dưỡng mang đậm ấm hưởng xứ sở nhiệt đới. Nhìn từ trên cao, hồ bơi tựa như tấm lụa xanh mềm mại kết nối mượt mà hai tòa nhà. Không chỉ sở hữu view đẹp, không gian hồ bơi tại các dự án còn là những tác phẩm đa hình khối. Có khi là những đường nét sắc sảo hiện đại, cũng có thể là những đường uốn cong mềm mại thể hiện chất riêng không thể lẫn vào đâu của từng dự án. Hơn hết, công năng của hồ bơi là điều chủ đầu tư đặt nhiều tâm huyết. Các hồ bơi ngày càng được tích hợp nhiều tính năng để gia tăng sự tương tác của cư dân như khu thủy liệu pháp giúp phục hồi thể lực, thiết bị thể thao dưới nước Aqua Gym hay bể sụp Jacuzzi đáp ứng tối đa nhu cầu luyện tập và thư giãn ngay trong lòng bể bơi. Không chỉ tái hiện những không gian nghỉ dưỡng đậm chất resort vào trong lòng mỗi dự án, việc đầu tư nhiều cho hồ bơi còn mang đến những giá trị không thể đong đếm, bởi sống gần mặt nước luôn là liệu pháp quý giá cho sức khỏe và tâm hồn. Và cũng chính vì thế mà đô thị sông nước Phú Mỹ Hưng không chỉ có những dòng sông thơ mộng bao quanh, đó còn là những dòng nước nhẹ nhàng chảy trong lòng từng không gian kiến trúc. Để sau những giờ phút căng thẳng bên ngoài, chỉ cần trở về với mái ấm gia đình, hít thở bầu không khí trong lành, hòa mình trong dòng nước thanh khiết, hay ngắm nhìn vệt nắng cuối chiều phản chiếu long lanh qua mặt nước và tận hưởng hoàng hôn của một ngày cũng đã đủ để tâm, thể, trí được cân bằng, được tái tạo nguồn năng lượng mới.